Trên nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng thi công ẩu, ngổn ngang, lộn xộn gây mất mỹ quan đô thị và cản trở giao thông. Cụ thể như khu vực vỉa hè đường Nguyễn Kiệm dài hơn 1 km thuộc địa phận phường 4, quận Phú Nhuận, hướng về vòng xoay Nguyễn Thái Sơn. Dù không có công nhân thi công tại khu vực nhưng công trình hiện không được che chắn và thiếu biển cảnh báo. Không đậy nắp hố ga, không che chắn hay dựng biển cảnh báo gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sống quanh khu vực là những tồn tại ở đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh nhiều ngày nay. Dù thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử phạt vi phạm, yêu cầu chấn chỉnh gấp, thế nhưng đơn vị này vẫn ì ạch trong việc khắc phục. Đến nay, công trình vẫn giữ nguyên hiện trạng, ngổn ngang, lộn xộn. Tôi buôn bán hàng ngày như này, như làm như vậy nè, dơ dái là xe cộ đâu lên được đâu. Đó, buôn bán như là ế ẩm rồi rồi bu. Nhiều đoạn bị cày xới, đất đá chất thành đống, sắt lổm nhổm, khiến những hộ dân tại đây rất khó khăn khi cho phương tiện lên xuống ngôi nhà của chính mình. Người buôn bán thì ế ẩm. Gạch đá chất đống ở đây nè, rồi ba cái miệng cống nè, hở ra hết nè. Rồi người ta đi lại khó khăn lắm, mới đi Honda là trượt bánh xe, trượt hoài khó lắm. Nhất là mùa mưa nữa. Người già không thấy đường đi là vấp vào một cái là té xuống là đâm lũng bụng lũng ruột là chuyện thường. Cái này mà làm, ví dụ như làm tới đó thì sẵn đây người ta làm luôn đi, không làm làm bỏ dở vậy đó, công trình như vậy, ngổ ngang vậy. Rồi hố ga như vậy thì bây giờ nếu mà tối mà không có đèn thì ví dụ như là té xuống đó là cũng coi như là cũng đi, là gây nguy hiểm cho người đi đường. Tình trạng này đã diễn ra lâu nay và người dân không thể hiểu tại sao có sự ngổn ngang giữa thành phố bất chấp các quy định. Sự bất lực của các cơ quan chức năng khiến đường phố thành phố Hồ Chí Minh như một tấm áo rách, vá chằng, vá đụp, hư hỏng kết cấu mặt đường.